Rồi, đợi con xíu nha. Dạ. Của con là màu bạc hà. Màu đỏ nhưng mà ít thôi. Cô ơi. Sao bên này cái máy nó khó, khó mà hay trời. Sao nó mới lắc dữ vậy cô? Một cái bàn cô nó bị yếu. Đợi con xíu nha. Dạ dạ. Nhiều sữa phải không con? Dạ nhiều sữa. Rồi. Màu xanh nhiều, màu đỏ ít. Chứ thêm đậu phộng nhiều nữa. Quay một ngày là lên cơ luôn. Màu xanh nhiều nha con. Rồi, màu xanh nhiều. Dạ. Thêm màu đỏ miếng nữa. Ủa bữa nay đi học về sớm vậy? Dạ, bữa nay con học có 4 tiết à. Dữ gì sao? Nên con về sớm. Ừ. Rồi, 5 ngàn con nha. Cô ơi, thêm màu đỏ miếng nữa. Màu đỏ miếng nữa hả? Dạ đúng rồi, con có kêu mà. Rồi. Rồi, mai mốt cứ ủng hộ của nó nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Rồi, con hỏi 5 ngàn cho nè. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Sao ăn ngon ủng hộ nha. Dạ. Ăn mặn gì bé ơi, bé ơi, bé ơi. Ăn gì con? Ừ. Cho con thử đi cô. Còn phiếu 2 ngàn. Con có tiền lẻ nè, đưa bạn con đi. Rồi. Nó mời mày một xíu. Nè, giải nhất là iPhone. Còn giấy nhì á là 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng 4 số 9. iPhone thiệt hay giả hay cô? iPhone hỏi thiệt hay giả này hỏi ngộ chị. Con biết nằm trong bọc mà. Thiệt con, rút đi. Thiệt hả? Ừ, hồi sớm có người chúc chúng cái iPhone 10 đó. Con nghe đó giờ có iPhone 10 đâu. Là iPhone X đó. Con rút nha. Cô. Hả? Chặt lắc rồi con ơi, su gà na bánh đa. Su na. Con số 20. 20 hả? Rồi, 20 hả? 20 không trúng luôn con ơi, su hay là hai đứa hay hợp. Okay. Tiếp không? Tiếp đi. Hai phiếu nữa. Hai phiếu nữa rồi, ok, rút đi. Chơi tỷ. Chơi đi con ơi. Cứ đang chơi cho hết đời chơi trẻ. Rồi vô học á lặng lẽ nhìn ta ăn. Số 5 trúng. Số 5 rồi chứ bánh con ơi. Dạ. Số 15. Ừ? Số 15. Số 15 hả? Rồi số 15 trúng rồi con ơi. Trúng gì cô? Trúng mịch kẹo. Cái quà vậy? Quá rồi còn 5 ngàn. 5 ngàn phải không? Con lấy 5 phiếu luôn nha. 5 không, 5 ngàn có 2 phiếu đây con ơi. Thôi con ngàn. Nha. Số 5 ngàn lấy 2 phiếu còn. Thiếu 2 ngàn. Ủa sao nãy con nói ngàn? Thiếu 2 ngàn bé ơi. Số giờ nhất chổng có, yên tâm đi cô, nữa nào giờ có hay nhất mẹ. Không phải giờ 4 phiếu luôn. 4 phiếu gì đây à? Trời ơi, chúng rồi, con chúng rồi đúng rồi hả? Chúng gió rồi. Ủa là thua rồi đó cô. Ừ, thua. Thôi, đi. Thôi, để tiền đi học đi. Thôi, về. Chị nha. Dạ. Bye bye, bye cô. Nhớ về ghé cô nha. Anh nói bào đi con. Ê, không có thử nhỉ. Bánh cay cay cô. Bánh cay cay phải không? Cái bao không? Mấy con? Cay phải không? Này nhiêu phiếu đi cô? Phiếu 2 ngàn con. Để cho iPhone đi nữa. Có iPhone này bạn, iPhone 15 đó trời. Chứ lấy còn ly đó bà. Thì đã bào rồi, ok vàng con. Vàng thiệt hay vàng giả đi cô? Vàng thiệt con, cô không có xài vàng vàng view nha. Ê chơi đi má, lỡ như hơn chúng này rồi sao? Con có 1 phiếu cho cô ơi. Rồi ok đi. Thôi được cô coi nha con, gái yêu. 11 hả? Rồi trúng gió nha. Ủa không có gì trơn vậy? Cái gì? Rồi không có gì là trúng gió thiệt rồi đó. Ủa? Giải đặc biệt là có số không cô? Giải đặc biệt có con. Giải đặc biệt là trong cái tờ phiếu nó ghi cái giải đặc biệt. Ví dụ giải gì, trong cái phiếu nó ghi là giải gì. Giải 3 là giải 3 đó. Còn giải 4 là không, giải 4 là búp bê. Là nó ghi số 3. Ừ. 2 4 6 8 ngàn. Lấy 8 ngàn nha. Tao trả cho rồi, xíu mày trả lại tao. Trời ơi, sống tình nghĩa ghê nha. Chị em rồi trả giùm rồi. Ô, hết biết mấy cô rồi. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn dạ. Cô. Bye bye, mãi yêu, chiều dạ. Mùa nhé nha. Dạ. I love you. Trời
Trời ơi, đã ở nhà ăn cơm không ăn cơm đâu mà đòi ra đây mua bánh không? Đã bao đi chị, đã bao đi chị. Thôi em ơi, uống viêm họng lắm. Nó đòi ăn bánh gì kìa, em lấy cho nó bịch bánh đi. 2000. Đã bao cái bao đi đâu rồi, bao đi. Không, không ăn đã bao đâu. Đã bao đi, đã bao ngon dữ lắm, bữa nay ngon dữ lắm. Đã bao hả con ha. Rồi ok, đã bao. Ôi là trời. Rồi ăn rồi viêm họng rồi ho rồi bắt đầu về rồi gà hành mẹ hành cha không à. Viêm họng đâu, viêm họng chị. Đã bao cái gì đó mà viêm họng. Bao biết chừng nào xong đây. Trời ơi, nó bao sao gì mà biết chừng nào xong là sao? Ăn uống ở nhà không đủ hay sao phải ra đây mua ăn vậy? Trời con nít mà chị. Chị lúc nhỏ chị có ăn không? Hả? Đó là trời. Thì bạc cha mẹ làm cực khổ, ăn nhím nhút thôi chứ. Thì nhờ nó ăn vậy mới có bán gì bây giờ. Lấy cho nó vậy sao em bán? Chị dâu đi. Dâu không? Rồi ok. Cái miếng bạc hà. Miếng bạc hà. Ý chết mẹ không xịt ra ngoài kìa. Ăn ủng hộ đi chị. Hút thâm đi, hút thâm đi. Hút thâm đi may mắn. Nha. Phải á thì trời đãi, mà không phải á thì trúng gió thôi. Đi miếng sữa đi em. Gì mà để lóng lơ lóng lẹo vậy, người ăn lạc nhách thì sao. Mai mốt nhà không có hầm, không có hành nữa nha. Nha. Nè iPhone. iPhone dễ nhất iPhone. Nghĩa gì là 2 chỉ vàng, 4 chỉ chính. Giá 3 là 1 chỉ. Còn tiếng khích là không trúng cái nào. Cái là gì? À, thăm. Nhiêu thăm? 2000. Cái này là nhiêu vậy? Cái gì? Này là nhiêu hả? 5000 ly. 5000 ly, đánh ra là 3000 nữa là 8000. 8000. Ủa nãy em nói 2000. Mình bán 2000. Là 6000. Em lộn. Ủa? À, 5. 5 với 2 là 7. 7. 7000 cộng 12000 nè, là cũng vô 5000 lút đi. Là 5000 ba thăm nha. Ừ. Đem cho ba thăm luôn đó. Tiếng mãi cho chị nha. Con rút không? Để đi. Rút không? Chị để mẹ rút cho. Để đặc biệt nha. Để đặc biệt. Mua đặc biệt nha. Ừ, đặc biệt. Xù. Xùi ghê. Không trúng mà chị ơi. Cho rút cho chị. Cái này em không biết mà không uống cái nào không? Chị ơi. Chúng cái bào hả? Bào hả con? Làm đi cái bào cho em. Rồi, 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 rồi. Gì vậy? Số mấy rồi trời? Ủa làm gì mà làm gì? Ê, số 6 nè. Số 6 cho mình bắt chị ơi. Anh Hằng ơi, ba cái này bà cũng chơi nữa hả? Này có gì đâu chơi. Trời ơi, số 6. Nè con, cầm con. Còn nữa. Nào chúng nào có chơi là có chúng, em nói rồi chơi là chúng, chơi là chúng. Ủa chơi chúng hả? Ừ. Ủa chúng. Ủa cái này là dạng thiệt hay giả? Dạng thiệt chị. Dạng thiệt. Ủa thiếu nhiêu à? 2000. Vậy hả? Ừ. Làm cho con chị đi nó vào đi. Trời ơi okay. Trời, không có gì hết trơn á trời. Thì chị ba thiếu rồi đó nha. Cái chén tươi vậy? Chén tươi là không trúng chị. Rồi một thiếu. Mẹ ăn miếng ơi. Ê có nè. Cái ghim không à? Cái ghim không là không trúng chị ơi. Trúng gió rồi đó. Con xui mai gửi. Ba này còn hay gì mà cũng ăn được hay thiệt chứ. Hai phiếu rồi nha, hai phiếu rồi nha. Rồi hai phiếu. Anh ơi. Không có gì chứ gì? Ba phiếu gì là không trúng rồi đó chị ơi. Rồi giờ đủ chưa, đi về được chưa? Mẫn. Đi về. Ê có nè. Có rồi, số 2. Trúng số 2. Rồi số 2 chúng bịch này nè. Thấy rồi xong luôn. Thằng ơi chúng được phòng hả? Rồi xui ghê. Trời ơi mẹ em xíu vô số 3 là trúng bịch đó luôn rồi ha. Nè số 2 chúng được phòng. Trời ơi nãy mẹ mà trúng cái đó về. Này số 3 hả? Cái này số 3 hả? Ừ số 3. Trời ơi gắn lên. Mấy phiếu rồi? Mấy phiếu rồi? Gần tới số rồi đó chị. Mấy phiếu rồi? Mấy phiếu rồi? 4 phiếu rồi. 4. Gần tới số rồi đó. Con bé thôi đi về nha. Cho con muỗng nè. Ngày mai không có đòi nữa nha. Trời ơi. Năm mẹ chị nha. Ê, 5 phiếu không? Ừ, 5 phiếu rồi. 5 phiếu luôn nha. 2, 3, 4, 5 phiếu với 5 phiếu là 10 phiếu ha. 5 phiếu là 10 phiếu. 10 phiếu là nhiêu ạ? 10 phiếu là 2000. Trời mẹ, dở ra tiếp mẹ coi. Yên tâm đi, từ từ trúng nè. Cái gì mà trắng trơn vậy trời. Có không con? Không có hả? Không có là không trúng rồi đó chị. Gán đi chị, dần tới số rồi đó. Còn mấy phiếu nè, thấy mấy phiếu nữa không? Chắc nghỉ chơi. Không còn mấy phiếu nữa, gán đi chị. Mấy phiếu nữa.
gần tới cái iPhone này. Ba phiếu nữa nha, ba phiếu. Gần tới iPhone này. Tiếp nha, tiếp nha, tiếp nha. Gần chúng rồi. Ừ. Gán cái iPhone này tới rồi, đừng để iPhone còn gần lắm chị. Sắp tới rồi. Hai phiếu nữa là 15 nha. Rồi cái gì mà chống trơn vậy trời? Gan rút đi. Hồi nãy là chị rút mười mấy phiếu rồi, bây giờ còn cái iPhone bao nhiêu đây? Cái lá nhận trúng cái iPhone. Đúng không? Chị gan rút đi là trúng nè. Hai phiếu nữa. Tao bào đi em. Hai phiếu này không trúng nên là nghỉ chơi. Tao bào đi. Cái bào đi chị. Rồi. Đó chị con cơm đòi mua đá bào. Chúng má ơi. Cái gì? Giờ chị chưa tới số. Gán đi, nãy giờ 22 phiếu rồi. Chứ bây giờ còn mấy phiếu cho ta chị không gán neo được. Mua rồi là về là ăn cơm nghe không? Mua đá bào là về ăn cơm đó. Rồi 22 hả? Ừ. Mua đá bào nghe đá bào à. Lấy 10 phiếu hả luôn. Ừ, đừng có iPhone gần lắm chị ơi. Không lẽ gì? Ở nào cũng trúng hết chưa. Câu nhận mình hay thiệt. Lấy hết nè. Sáu hồi, sáu chơi lớn đi sáu. Trời ơi má, dèm thằng Tài nè má. Trời ơi trời. Chơi lớn vậy ta. Bỏ đi. Nè bà gỡ giùm tôi phiếu rồi má. Trời ơi, tôi gỡ hết nè. Có không con? Không. Cái gì trời? Nè. Gán đi iPhone này tới rồi. Không có hả? Không có. Bà nổi này xui quá má ơi. Má mày đưa tao có phiếu một rồi. Nãy giờ mày gỡ mấy phiếu, 20 phiếu rồi. Thôi thôi đừng quýnh lộn, nè. Nè phiếu nữa nè. Hên cái coi. Ai biết đâu. Sao mày hên đi. Trời trời, thiệt tình. Trời biên liễu vụ rồi. Trời ơi, vụ má, tào lao má ơi. Tôi buôn bán là có uy tín không bằng vụ ra nha. Có chuẩn vụ rồi. Sáng giờ kêu chúng hết bà nó cái iPhone 10 đó. Vậy hả? Ừ. Nè, của bà nè, bà nội. Rồi 5.000 nha. 2 phiếu. Còn 2 phiếu là tỷ lệ. Tỷ lệ chúng là 50-50. Bây giờ đây, dập ra là chúng liền nè. 2, 3. Dập mẹ rồi, có gì đâu. Đi lắp bào nè, nếu mà. Trời, vậy là không trúng sao. Cái này không trúng thì đảm bảo rồi. Gã xuống đi, Ừ. Gã xuống. Gã gì? Gã này. Mở đi má, từ từ. Tự coi đi. Thôi về con ơi, mua về rồi. Giờ ăn cơm nha. Trời ơi, bào vũ rồi, ăn cơm đó. Trúng trơn à. Trúng trơn, không gì trơn á. Sao má? Hả? Ủa sao trúng trơn vậy? Tại không trúng á. Ủa, nãy mày đây, hết này là trúng mà. Đâu có đâu. Ê, hồi nãy mày nói là rút hết cái này là em bảo là chúng em nói rõ ràng là rút hết phiếu là chúng đúng không? Thì hết trơn phiếu rồi nè. Đâu có nè, còn mấy ngàn tờ em chưa gắn vô cái xíu mới gắn sao? Không có gì chơi đi nè, chơi cái một luôn đi. Bay ơi nó kinh cái thùng phiếu á, tao muốn bị làm sàn luôn bay ơi. Cái vụ còn một đống vậy bà nội, rồi biết chừng nào mới trốn. Chị nào nó trúng là chị tới số đó, chị chưa tới số thì mới trúng, không tới số là không trúng đó. Ủa rồi mắc gì lúc đầu sao mày không mày không treo lên đây hết luôn đi. Chị tại không dám treo. Thôi thì treo ngược bên kia. Tại vì mày dụ mấy đứa nhỏ đúng không? Ai? Mày dụ mấy đứa nhỏ xong rồi mày dụ mấy con mẹo lớn luôn đúng không? Không bao giờ dụ. Hả? Nghe, có sao làm gì rồi sáng đứa chúng iPhone thiệt. Chồng em trúng đó. Thằng chồng mày trúng. Ừ. Là gà nhà trúng. Ừ. Sao mày khôn quá vậy? Không phải tình cờ chồng em sáng mới bóc ra rồi treo cái thùng thâm lên. Tình cờ nó rớt con số xuống, cái nó bóc con số nó ra vẫn trúng thiệt. Nó trả em 2.000 lấy cái con người. Thằng thằng ơi là trời, sao mà lại gian lận dữ vậy trời? Ê đâu gian lận má tao đâu. Này nè, rớt cái gì là 58 tờ. 58 tờ, 5 tờ 100, 108 là kia 16.000, 116 cho 16 với lại cái này là 100, 121.000. Nghĩa gian. Chị buông hết phiếu rồi. Thôi khỏi đi mẹ. Không có ai ngu hai lần trong một ngày đâu. Hàng nhiêu vậy? 116. Cái mày không à. Lúc đầu tôi kêu đừng có uống rồi. Cũng lái lắm ghé vào đây mua. Con có làm gì đâu. Thiếu 16.000 đi. 100.000 đó. Trời ơi thiếu cho má. Ngày mai với trả nha. À nè đi về. Thằng ôi là mẹ à. Nghĩ sao treo lên cho đã rồi cuối cùng không trúng cái giống gì hết trơn á. Biết gì không có chơi đâu. Ai biết chơi chi nói trời. Dễ ăn của chị đó mấy em. Trời ơi chứ không mình phiếu 2.000 trúng iPhone. Trời ơi rảnh quá trời đi, ai rảnh. Ai nó bào đi.
Anh ơi, gắn vô anh ơi, gắn số vô nè. Nè, lấy kim bấm gắn vô số đi. Sao rồi, sao rồi? Gì? Bán sao rồi, bán sao rồi? Bán sớm giờ. Ủa, không có chiều số nè. Ừ. Rồi để giờ làm số khác nha. Rồi. Hay là có xui xui sao gắn vô cái chú trúng thiệt nha cha. Dễ gì, tôi đâu có bị bệnh. Ừ. Nhà bà hay ghê ha.